Chào chị. Chào ông. Ông tìm nhà ai? Tôi tới thăm gia đình, thăm cháu Hồ My. Cháu nó có nhà không chị? Ông là ai mà đi thăm con gái tôi? Tôi là ba của thằng Báo nè. Dạ đúng rồi, đây là ba của anh Báo đó. Cậu ta. Hả? Cậu mang mấy cái thứ này đi đâu đó? Có chút quà cho cháu Hồ My. Nghe nói cháu Hồ My không khỏe, tôi tới thăm, chị vui lòng nhận giúp cho. Tôi không nhận đâu. Ông Báo và nhà này không xa lạ gì. Không ai nghĩ ông Báo ác hại đời con Hồ My. Trong khi đó nó sắp cưới chồng rồi. Hết mùa mưa này là nó cưới thôi. Tại tôi không dạy nổi thằng Báo, nó lưu manh quá. Hôm nay tôi tới chỉ thăm cháu Hồ My thôi. Còn tôi tên thằng Báo gây ra, không ai dám xin xỏ nó điều gì hết. Tùy nhà mình và Y Thanh định liệu. Ngàn lần xin lỗi chị, xin lỗi gia đình, và nhất là xin lỗi cháu Hồ My. Để tôi gọi con Hồ My ra cho ông thăm. Mai mốt đừng có đem qua cáp đến đây. Nếu tôi nhận, Y Thanh biết được, buông cái bụng tội nghiệp. Dạ. Cho bác xin lỗi. Bác không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi con. Bác đâu có làm gì sai đâu. Có chứ. Tội của bác lớn lắm. Tại vì bác không dạy nổi thằng Báo. Ông Báo đâu còn nhỏ. Ông phải biết mình đang làm gì chứ. Có lẽ ông nghĩ là nhà con không có khả năng trả hết nợ, nên ông mới đòi nợ theo cách riêng của ông. Nếu ngoại con chưa biết gì thì bác đừng kể chuyện của con cho ngoại con nghe. Giấu đi. Ông buồn thôi chứ chẳng được gì hết. Con mệt lắm, lại đau đầu nữa, con muốn đi nằm. Con và Ni Thanh đang năn nỉ mẹ con đừng đem chuyện nhà ra buôn làng. Con không làm khó ông Báo đâu, cũng không bắt ông Báo phải đền tội. Vì như vậy anh Ni Thanh cũng bị ảnh hưởng. Bác cứ yên lòng đi. Vậy thôi con vô nghỉ đi. Cho bác gửi lời thăm mẹ nghe. Bác về. Con làm cái gì vậy? Quá gian xe. Đi xe khác mà về đi. Không. Không có dẫn dài nha. Tôi nói chuyện nghiêm túc đó. Muốn nói lời xin lỗi, nói lời từ biệt trước khi về Sài Gòn. Tôi không muốn nghe gì nữa hết đó. Vậy thì thôi, không nói nữa. Vậy thì tốt đó, xuống xe đi. Buông ra. Tôi không có giỡn với con. Cô có sao không? Cô Ly, cô ngồi dậy đi. Cô say hả? Tôi mắc nợ cô hả? Cô muốn cái bu này hiểu thế nào về tôi đây? Tôi xin cô, tha cho tôi đi. Tôi không phải là con thú rừng, mà cô không phải là thợ săn. Đúng rồi đó, anh đi đi. Cô đón xe về đi. Sao anh không đưa tôi về một lần này nữa? Chẳng lẽ tôi với anh chưa từng là bạn sao? Nhưng cô không phải là bạn tốt của tôi. Cô hại Hồ May, tức là hại luôn tôi đó. Bác sĩ nói Hồ May sao rồi gì? Đâu có đi bác sĩ, tốn tiền, chỉ khám ở trạm thôi. Lúc nãy hai mẹ con có ghé qua Y Thanh, nhưng đi rồi, không gặp. Về đi mẹ, anh Y Thanh đang có bạn. Em và mẹ lên xe để anh chở về cho. Xe chở ba không được đâu. Con cho Y Thanh nó chở về trước đi. Mẹ phải ghé qua kia mua giùm món đồ cho vợ con nuôi. Mẹ biểu con lên xe cho Y Thanh chở về đi. Mau đi. Thôi mình về đi em.
Lên xe nhanh đi em. Chào chín rồi, kêu chi ra ăn cho nó vui. Chị hôm nay ngủ rồi mẹ. Thôi, để cho nó ngủ, con ăn một miếng cho ấm cái bụng. Con buồn ngủ rồi, con không có ăn đâu. Ít thôi. Cháo nếp đó, y Thanh mua. Sao giờ này không thấy nó vô? Chắc bận chuyện làm rồi chứ gì. Tội nghiệp y Thanh, nó hiền lành quá. Nhìn con hờ may nhà mình, tôi không cam lòng nín thinh ông à. Mai sẽ nhờ buôn hay sẽ đưa ông báo ra chính quyền. Con hờ may còn hoảng loạn quá, biểu nín thinh tôi không cam lòng. Bà hỏi y Thanh chưa? Hỏi coi cái bụng của nó có giống cái bụng bà không. Muốn làm gì cũng phải hỏi y nó, phải nghĩ tới nó. Y Thanh mình làm việc nhà nước mà, bạn bè nhiều, coi chừng ảnh hưởng tới nó. Bây giờ tôi hỏi bà nè, nếu đưa chuyện của Hờ Mây ra buôn thì bà biết rồi đó. Tục lệ là cả buôn làng kéo đến nhà ông Bao đưa ra hai điều kiện. Một là bắt ông Bao phải đền trâu, đền bò. Mình đâu phải lợi dụng con gái bị hại rồi đòi tiền người ta, đúng không? Coi như điều thứ nhất là không ổn rồi. Hai á, phong tục xưa nay hễ ai cưỡng đoạt con gái trong buồng là phải cưới luôn. À mà ông Bao, ông đòi cưới hoài, mình có chịu đâu. Nay chẳng lẽ nhờ buông buộc ông phải cưới Hơi Mây à? Rồi nếu mình nói y Thanh viết đơn đưa ra chính quyền, Hơi Mây có chịu nổi cái kham cái tra hỏi không? Rồi chuyện càng ngày càng nở to ra, nhục thêm chứ có ích gì. Lúc đó ai ai cũng biết, chừng đó làm sao dám cưới y Thanh. Đó bà coi, không có cách nào được. Con Hờ Mây còn biểu dấu ông ngoại nó, không lẽ mình đưa ra buôn để cho mọi người biết hết à? Nghe thì đúng rồi, nhưng tôi không cam lòng. Y Thanh cũng đến tận nhà đánh ông Bao chạy máu rồi. Thôi ra ngồi đi bà ơi. Con người ta ai ai cũng có lúc lỗi lầm. Nhà mình với nhà ông Bao đâu có xa lạ gì đâu. Bây giờ ráng làm sao mà vung đắp cho Hờ Mây với y Thanh kia. Vậy là thiệt thôi cho y Thanh quá. Ăn thua y Thanh thôi, chứ đâu phải ăn thua bà. Mà cái chuyện trinh trăng có gì quan trọng đâu. Coi như Hờ Mây mình bị tai nạn thôi. Bộ ông không thấy con Hờ Mây nhà mình bây giờ nó chưa lấy lại hồn vía hay sao? Thì mình rang vô về nó. Hờ Mây à, em uống nước đi. Uống đi mẹ em. Thôi, cho em về. Trời mưa vậy sao về? Mưa nhỏ thôi. Sao khi không lại ghét anh? Nếu em mà ghét anh thì buôn mê hết còn rừng. Vậy tại sao em cứ đòi về? Em thấy khó chịu trong người lắm. Vậy nằm nghỉ đi, lát nữa anh chở đi kiếm gì ăn, không gấp về nhà đâu. Anh cho em về đi mà. Tại sao? Tại sao càng ngày em càng xa anh? Trong lòng em đã có thay đổi rồi đúng không? Không có. Chỉ vì em chưa quên được chuyện của ông Báo. Ráng mà quên đi. Chẳng lẽ em cứ nhắc chuyện ông Báo
mà quên rằng có anh kề bên. Em hãy xem như đó là một tai nạn. Em căm thù nó, nhưng em sợ anh, không giải thích được. Giống như cảm giác sợ vì em hư rồi. Nói sai mà cũng nói nữa. Đừng sợ, hãy quên chuyện thật báo đi. Em sợ lắm. Mưa nhỏ thôi, để em về. Hôm nay nếu như hết yêu anh rồi thì em cứ về đi. Em đã nói rồi mà, em mà hết thương anh thì buông mê hết rừng. Thương khác, yêu khác, hai từ khác nhau, hai nghĩa khác nhau. Em không yêu anh thì đòi đi cưới anh biết bao nhiêu lần làm chi. Nghe được câu đó anh mát cái bụng rồi. Em mệt thì nằm nghỉ đi, anh ra ngoài có chút chuyện rồi về chở em đi ăn phở. Rồi anh đưa em về. Em dạ, làm gì đó? Chào cậu chú đi chơi. Chờ cái đầu ông á, đi ra đây kiếm ông á rồi quậy chơi được không? Bỏ đi, kiếm mồi nhậu với tôi. Tôi nói cái này cho ông nghe, bảo đảm á, không sốc không ăn tiền. Tôi đang mặc làm, nhậu làm sao được. Để tôi kêu bà Kim, bà làm mồi cho cậu nhậu. Một mình cậu thôi đó. Tôi đang bận làm mà. Nè, dám trái ý tôi hả? Lại đây, kiếm mồi nhậu coi. Tôi với ông có chuyện quan trọng. Nè, có chai rượu xịn nè, ông kiếm mồi thôi. Ông mau lại đây. Trời ơi, nhanh lên. Thôi, khỏi cần mồi đi. No chết mẹ luôn, ăn cho ói ra hả? Tôi với ông cứ ngồi đi, không cần mồi màng gì nữa hết á. Lại đây. Mấy triệu bạc chai rượu này đó, cưng lắm mới mời ông đó. Nè, kính ông một ly. Cạn nha. Ông chưa uống rượu này đúng không? Mà có đâu uống. Rượu này là do chính tay và tía tôi mua đó. Mua một cặp lận, thêm cặp trà, hai hộp bánh phu thê, trái cây ngũ quả nữa. Hiểu không ngoại? Ngũ quả là trái cây năm màu đó. Túm túm lại thành một cái quà to đùng thiệt là đẹp. Quà gì mà long trọng vậy? Ông biết không? Rồi cậu xe cái bọc quà của ông chú Quý ra, rồi lấy chai rượu này ra uống phải không? Cậu pha rồi. Tôi chưa có nói xong, ông đừng có nhảy vô họng tôi. Bọc quà là lễ dạm hỏi của người kinh tôi đó. Ba tôi á chở vô nhà con gái ông, một cà the đó.
để hỏi con hờ mây cho tôi. Bà cờ the, con gái cưng của ông á, liền kêu thằng te bưng về, không nhận chảnh chưa. Tôi hả tức điên lên, xé bọc quà ra lấy chai rượu đem vô đây, đè đổ hết vô ruột ông cho đỡ tức. Cậu chú ơi, chọc pha tôi làm chi mà, tội nghiệp. Tôi không có nói khùng, tôi nói thiệt đó. Ông vểnh tai mà nghe cho rõ nè, con hờ mây á nó đang ngủ với tôi rồi. Thôi mà, cậu chú nói chi đâu. Chưa hết, sao cứ chặn họng tôi hoài vậy hả? Ông vểnh tai lên mà nghe tôi khen nè. Nhà ông á nề nếp ghê á, tưởng hờ mây bị thằng luật sư đó bóc tem rồi. Ai về còn nguyên. Tôi bàng hoàng luôn á. Ông làm gì vậy hả? Ông làm cái gì vậy? Mày, ông ca sao? Ông làm cái gì vậy? Ông định giết người hả? Không được. Thôi đi. Ông đi đi, biến đi. Thử coi ông có dám giết tôi không. Biến đi. À tôi biến đi. Đi đi. Tôi ra. Cầu mau, cầu, cầu mau ơi, tôi van xin cầu tha cho. Cầu chết càng vào ác lắm, tôi nó đã hứa hôn từ khi con nó hôn mà. Người trong buồng nói lời như nhát dao chém vào cô, không hề thay đổi. Ông dẹp mẹ mấy cái kiểu hứa hôn là nhát đó đi. Hồi đó thằng Y Thanh ấy chắc mới vừa biết đi chứ gì. Còn con hờ mây chắc mới vừa cắt rốn quá. Tôi hỏi ông nè, hồi đó tụi nó biết yêu là cái giống chó gì chưa? Hay là do người lớn á, cơm no ấm rượu, rồi hứa bậy hứa bạ chứ gì? Mà từ xưa đến giờ hai đứa đó là một đôi mà cậu. Tại tụi nó nghe theo lời của người lớn. Cho ông hay, giờ trong bụng của hờ mây chỉ có mình tôi thôi. Làm như tôi không biết tục lệ của mấy ông vậy đó. Hầu hả? Nè, con gái trong buôn á mà ngủ với thằng nào á thì bưng mâm đi cưới cho bằng được thằng đó về. Tôi thấy gia cảnh ông nghèo, phá lệ vậy thôi chứ còn gì nữa. Nè, tôi cho ông nghỉ vài ngày, về hỏi con hờ mây á, hỏi coi thằng báo này có ok không. Về đi. Nói mày, cậu cướp bước nó rồi. Đất rừng linh thiêng ơi. Nè, ông đừng có rủa tôi nữa. Tại sao, tại sao không ai hiểu tôi hết vậy hả? Tại sao? Ông báo, ông đừng có làm như vậy mà. Chị Ly ơi, chị Ly, cứu em chị Ly ơi. Chị Ly, ông báo, đừng làm như vậy mà. Ly, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Ly. Dạ. Con làm gì như người mất hồn vậy? Có chuyện gì mà hôm nay con dậy sớm vậy? Cả đêm hôm qua không hiểu sao con không ngủ được. Con ra đây ngồi cho dễ thở. Giờ con buồn ngủ rồi, con vô ngủ đây. Ly, con đừng lẩn tránh gì. Nhà có hai dì cháu thôi, có chuyện gì con phải chia sẻ với dì chứ. Nếu làm được chuyện gì cho con á, dì sẽ làm. Chuyện riêng dì không giúp gì được cho con đâu. Tại sao không cho ông hay? Chuyện xảy ra hồi nào mà lại không cho ông hay? Ông ngoại à, chuyện tâm phao ông biết làm chi cho nặng bụng. Nói sai rồi, chuyện tâm phao mà cho đến bây giờ hờ mây vẫn chưa tình hôn tình vía. Y Thanh ơi, bây giờ có hai ông cháu, con là thiệt buông đi, con tha thứ cho hờ mây được không? Ông hỏi ngược rồi, ông phải hỏi là hờ mây có tha thứ cho cháu không. Tại sao? Tại cháu đưa cô Ly vô nhà mình mua thổ cẩm. Cô Ly mà có lúc hờ mây theo cổ ra phố đó, nếu không có cô Ly tiếp tay thì thằng báo không hại được hờ mây đâu. Cô cháu bà làng hả? Ừ. Tại sao cô đó là giúp bầu hại hờ mây? Chắc là không phải.
vì mê tiền của cậu Bao rồi à? Và họ cũng giàu lắm cơ mà. Ông biết mà. Lỗi tại cháu. Cô đó là bạn của cháu. À, vậy là sáng sớm mai cháu đưa ông ngoại về thăm hờ mây nha. Nghe chuyện mà đau lòng quá, phải về thăm ngay nó chứ. Thôi, như vậy không chờ được nữa, hai đứa cưới liền luôn, mâm cơm tè vài ba chê rượu cần là được rồi, không cần xôi nếp thịt bò thịt trâu đâu. Ông ngoại, ông ngoại về nói làm sao cho Hờ Mây chịu đi. Bây giờ Hờ Mây lạ lắm, cháu nói Hờ Mây không nghe nữa rồi. Trong đầu của Hờ Mây, lỗi cũng là do cháu đưa cô Ly về nhà. Nhưng bà Y Thanh có ý gì về người đó không đây? Con thề độc, không có gì hết đó. Nè Y Thanh. Ủa, sao hai ông cháu uống rượu khang vậy? Cơm còn nguyên à? Chơi tôi nấu dở hả? Ba nấu ăn ngon lắm, tại hai ông cháu tôi buồn quá. Mai về buồn rồi còn than thở gì nữa. À, nhớ xách mấy sâu lạp xưởng nha, quà của tôi đó, không quên được đâu. Không quên đâu. Cậu ăn đi canh nóng đó, ăn đi để ông bắt chước ăn theo. Dạ. Thôi tôi vô bếp nha. Ra mở cửa kìa. Trời ơi, cái con này không biết đi đâu nữa. Ly Ly, anh tới đây làm cái gì? Tới đây gặp em. Sao mỗi lần lên xứ này anh cứ đâm sầm tới đây, ngộ ghê á. Không có Ly, anh đâu tới đây làm gì. Đường xá xa xôi lắm, chứ đâu có gần đâu. Mai tôi về Sài Gòn rồi, tôi cũng đã đặt vé rồi. Anh thấy chưa, vô duyên cho nên tréo ngoe vậy đó. Thiệt không? Sao không? Tốt. Ở chơi, mai anh về theo em luôn. Công nhận, không ai mặc giày như anh hết á. Sao lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy? Đồ dây nhách. Đẹp trai không bằng trai mặt mà em. Anh ngàn lần xin lỗi em, không có em anh thấy cuộc sống của mình vô vị lắm. Ly, tha lỗi cho anh lần này nha Ly. Ủa, hôm qua em xỉn sao mà hôm nay nóng như vậy? Anh thắc mắc làm gì vậy? Con Ly này không thất tình anh đâu, chuyện ta hỏi chi vậy? Vì anh lo, dạo này nhìn em mệt mỏi quá. Ở xứ này không hợp, về Sài Gòn là đúng rồi. Thôi được rồi, đợi tôi lên thay đồ rồi xuống đi uống cà phê. Ủa, Cung mới lên hả con? Vô dạ, nhà con đi chào con. Dì. Thôi được rồi, con chờ Ly xuống rồi đi luôn. Ủa, ngày mai con Ly nó về Sài Gòn rồi đó. Dạ, con nghe Ly nói rồi. Ngày mai con cũng về Sài Gòn với Ly luôn. Ừ, hai đứa về đi. Dạo này á, dì cũng thấy con Ly bất ổn lắm. Dì chỉ mong con thật tình với nó. Con với Ly cũng gắn bó nhiều năm rồi dì. Chỉ tại con nghèo quá. Chỉ tại Ly chưa chịu cưới chồng nghèo thôi. Nghèo thì có gì xấu đâu, chỉ sợ nghệ sĩ các con bay xa quá, rồi quên thực tế, quên mình là đang thiếu gì và cần gì, đuổi hình bắt bóng mãi, khổ cả đời đó. Dạ con hiểu rồi, con đang tích cực sửa mình đây. Dì ủng hộ con nha. Ừ. Thôi nói ít thôi. Giọt nước tràn ly rồi á, muốn hốt lại không được đâu. Ly, con đừng có cố chấp nữa. Dạ, cũng tại con, Ly nói gì con cũng nghe. Thôi đi, nói nhiều quá à. Con đi nghe gì? Ừ. Thưa dì con đi. Ừ.
bóng đã chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần đến mai không còn. Em lên xe hoa rồi, biết rằng sâu để một người rượu nồng. Anh tưởng là hôm nay không tới chứ. Đã hẹn thì cũng phải tới chỗ hẹn chứ. Thôi anh đừng hát mấy bài đó nữa, nghe buồn lắm. Ông ngoài ngủ chưa? Say lắm, nhưng chưa ngủ đâu, đang ngồi nói chuyện với bố. Đến cả ông ngoại mà còn nói như vậy, sao hờ mây chưa chịu? Không phải là không nghe, nhưng chỉ xin anh, xin cả nhà cho em bình tâm lại đó. Bụng dạ em sôi cồn cào, em chỉ sợ sau này thấy anh đi thanh ít vui thôi. Được sống với em mà ít vui, chắc là sắp chết mới như vậy. Kìa, em nói không sai, nhìn anh hút thuốc thì biết, càng ngày anh càng hút nhiều. Được rồi, anh sẽ không hút thuốc nữa. Em mà không chịu cưới anh, chắc không ai thèm cưới anh đâu. Em mà không liệu là anh liệu đó. Em luôn khao khát được làm vợ anh. Vậy sao ông ngoại biểu cưới liền mà em lắc đầu? Em bây giờ như nhánh cỏ này, bị bước ra khỏi đất rồi sẽ trở nên khô héo tức thì. Vậy nên anh tiếc gì một nhánh cỏ hả Y Thanh? Chị Ly cũng vì có nhiều tình ý với anh nên mới trở thành một đứa như vậy. Đừng nhắc tên đó trước mặt anh, đừng có ghen bậy ghen bạ. Giữa đường thiên anh đã thề với ông ngoại rồi. Ly à, cho anh xin lỗi một lần nữa nha Ly. Thôi bây giờ anh uống với em. Chị Hôm ơi, bây giờ qua đó chụp hình nha. Cảm thấy nó chụp đẹp lắm. Thôi, chị nhức đầu lắm. Nè, em chụp được nhiều hình lắm á. Đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá ha. Thôi, anh chị đứng dậy em chụp hình cho. Đứng dậy đi. Đi. Đẹp lắm, thêm một tấm nữa nha. Anh chị ra gần thác, em chụp thêm tấm nữa nha. Em không đi đâu, chị mệt quá. Thôi em ra chụp đi, rồi vô ăn cá nha. Cá đã chín rồi đó. Dạ. Ngồi đi em. Em có sao không? Em hơi thấy khó chịu quá. Trong khi mà đợi hờ của anh chụp hình đó, mình ra kia ngồi vui lắm đó em. Thôi, em thấy trong đó cũng xa lắm, em sợ chút nữa mưa lớn quá. Anh cho em ngồi đây đi. Anh đi đi. Ăn cá đi nha, cá mới nướng đó, ngon lắm.
cái mùi cá nướng khó chịu quá. Sao không nói là em không ăn cá được? Em có sao không? Thôi mày, uống miếng nước đi em. Nè, sức dầu vô. Em có sao không? Em không sao đâu. Anh vô trong đó ngồi chơi đi, em ở đây chút xíu là khỏe thôi. Có em ngồi kế bên là anh vui rồi. Anh cũng không thích đám đông đâu. Tại thế em vừa hết bệnh, sẵn dịp có lễ hội có hợp với anh nữa, cho nên rủ em tới đây chơi cho khuây khỏa. Thôi em cứ ngồi yên ở đây để đi mua ít đồ nha. Ừ. Hợp với anh ơi, vô ăn cá nè em. Anh đi một chút rồi về, đợi anh nha. Dạ. Ơ, sao chị sức dầu? Chị muốn ói quá. Ở đây xa nhà lắm đó, chị đừng có nhõng nhẽo, tội nghiệp anh Y Thanh. Con nhà nghèo mà giờ chị như công chúa vậy đó. Nắng không ưa, mưa không chịu, cá cũng không ăn được nữa là sao? Chị không biết nữa. Thôi em ra đó ngồi chơi đi, chị không sao đâu. Đây, có rượu rồi đây. Chị của em đó bị bệnh gì mà khó hiểu lắm, thấy cá là muốn ói à. Chị đừng làm khó anh Y Thanh nữa nha. Chị, hai chị em uống rượu với anh cho vui nha. Rồi. Nè anh, chị ăn đi. Chị ăn không ăn đi. Đâu, sao không chịu ăn gì hết vậy? Hôm ấy em coi có sao không? Chị sao vậy? Cho anh xin lỗi em lần nữa. Rượu ngon thì uống, chúc mừng sức khỏe. Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Anh chờ để được nghe câu nói này của em. Em hỏi thật nha, bây giờ anh định tính sao? Tính là em tính đó. Anh giao cả cuộc đời anh cho em tính. Sến quá à. Đàn ông đàn an ai mà nói như vậy, nghe hèn lắm. Tại em không thương nên nói vậy. Nhớ quá. Thôi đi, anh mà thiếu đàn bà cái gì. Em lại xỉa xói anh nữa rồi. Cuộc đời anh không ai sánh được với em đâu. Từng ấy năm, bao nhiêu mặn nồng, có khác gì vợ chồng đâu. Có em nằm gác tay, anh quen rồi. Thiếu là trời ơi, mới đụng cửa cái bà hiện hình liền à. Tính nhát ma tôi hả bà nội? Đi đâu về vậy? Cà Lâm rồi phải không? Trả lời không được phải không? Nói gì được nói.
đi với con mẹ ngoài chợ chứ gì. Trời ơi, nguyên cái chợ người ta đồn rùm tới tay tôi đây nè. Đói bụng rồi phải không? Nấu cơm chưa? Có sẵn đầu nấu. Trời ơi, tôi sinh ra làm người nha, chứ không phải trâu bò đâu mà hầu cha con ông từ sáng tới tối nè. Thôi nha, nấu không nấu thôi, đừng làm giọng mẹ người ta nha. Không nấu để tôi vô tôi nấu. Thôi khỏi đi, cũng không có gạo đâu mà cho ông ăn. Trời đất ơi, công chuyện nhà thì không làm, vợ thì không dòm ngó tới đi chơi với thiên hạ không à. Rồi cái đói bụng cái lết xác về, đâu có sẵn vậy. Bà nhớ kỹ đi, từ ngày mà ông già tôi sống ở cái nhà này tới bây giờ, bà có lo lắng cho ông già tôi ngày nào đâu bà kể với Lễ. Ông á là ông mê con nhỏ ngoài chợ. Tôi biết ông hẹn với nó đâu, ông làm cái gì với nó là người ta nói tới tai tôi hết nè. Ở đó mà nói chuyện ông già, đừng có nói chuyện ông già ở đây. Tôi nói thiệt với bà nha, tôi mệt mỏi bà lắm rồi đó. Tôi sống trong cái nhà này mà tôi có cảm giác như tôi sống trong địa ngục vậy đó. Mệt quá. Đi đâu hả? Trời đất ơi, chưa đã hả, còn muốn đi nữa hả? Không có cửa đâu, đi vô. Nói thiệt với bà nha, tôi ngán bà cho tới ốc o rồi nè. Thằng Long nó hư là tại bà đó. Nhà này bây giờ bị quỷ ám rồi, nguyên con quỷ nó ngồi chân dân nữa. Ê ê ê, ủa chết mẹ, nó ngán tôi hả ta? Tôi ăn ở hiền lành nhân hậu quá mà, sao ngán vậy trời? Vậy giờ này mà còn ngủ nữa hả? Không ngủ chứ làm gì. Tính ăn ở kiểu này hoài vậy hả? Từ bữa tới giờ không nghe nói tới cái chuyện làm ăn gì hết á. Suốt ngày ngủ, ngủ như ma vậy đó. Tầm cỡ của em, chẳng lẽ chỉ ở trong mấy phòng trọ này thôi sao? Tại em ghen anh với bà chủ nên anh cuốn gói cho em vừa bụng. Ngoài chỗ đó ra anh đâu biết ở chỗ nào. Còn công việc của anh thì sao? Công việc của anh là chăn em, phục vụ từ A tới Z. Thôi bỏ kiểu đó đi, anh không có việc gì làm hết, làm sao xây dựng được. Cái kiểu này tôi bỏ thì ban mê luôn quá. Em nhớ thằng Thượng trên đó chứ gì? Tôi cấm anh nói thằng này thằng nọ nghe chưa. Người ta là dân luật sư, có học đàng hoàng, sống lành mạnh chứ không phải như anh trôi sông lạc chợ. Nghệ sĩ không ra nghệ sĩ, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Ê, nói nặng chồng nha cưng. Chồng chổng á? Nói gì? Nói lại nghe coi. Anh làm cái gì vậy? Anh không phải là chồng tôi, làm cái quái gì vậy? Ừ, tao thô bạo vậy. Anh đó. Buông tôi ra. Giờ mới biết hả cưng? Buông tôi ra. Đừng có tìm tôi nữa. Nè, có hình đi cưng. Có rồi hãy nói chuyện. Mày là thằng chó. Có cả một đoạn video clip nữa, có lẽ sẽ sống động hơn. Tối không? Mày muốn cái gì? Anh muốn cưng phải cung phụng anh suốt đời, từ A tới Z. Vậy mà biểu bà Lan rót tiền vào đây, anh sẽ mở một công ty thời trang, tuyển toàn là gái đẹp, vài ba cô thiết kế tài năng như em. Anh sẽ là trùm. Đó, nãy giờ hỏi, bây giờ anh trả lời. Dự án làm ăn của anh đó, thành bại là do cưng. Bất ngờ chưa? Ê, dậy, né chỗ tao ngủ coi. Dậy mày, tối ngày ăn với hút rồi ngủ hoài. Ra mua cho tao tô mì coi. Để tôi ngủ xíu đi. Anh muốn ăn thì tự mua ăn đi. Má, đúng là đồ ăn hại. Sai có chút việc cũng không được là sao mày? Nè, tao nói trước nha, không làm việc á, tao tống cổ ra khỏi chỗ này. À, hay mày về ăn cắp tiền của mẹ mày nữa đi. Tôi ăn cắp hết của bà già tôi rồi.
Còn gì nữa đâu mà về. Chán thiệt. Tránh chỗ coi. Đi ra. Alo. Lại cho tao gấp đi mày. Ok, tao tới liền. Ngủ rồi chết luôn nha mày.